Thưa quý vị, liên quan vụ việc hai vợ chồng bỏ ra 200 triệu đồng một tháng để điều trị tự kỷ cho con, nhưng bất ngờ nhận lại hũ tro cốt của con mình. Báo Thanh Niên đã cập nhật một số thông tin quan trọng về người điều trị trẻ tự kỷ và thực tế nơi chăm sóc điều trị bệnh trong bản tin sau đây. Tự giới thiệu bản thân là người học ở Anh Quốc về tật học và đảm bảo con của hai vợ chồng được nhắc đến sẽ lành bệnh. Người đàn ông 45 tuổi trú tại phường Xuân Phú thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra chi phí điều trị lên đến 200 triệu đồng một tháng. Theo ông này, với chi phí 200 triệu đồng một tháng, cháu bé sẽ được cả một ekip điều trị gồm tài xế, ô tô để chở cháu cùng ekip đi những nơi cần thiết. Ngoài ra, có cô nấu ăn, cô chăm sóc, ngủ lại bên cháu. Bên cạnh đó, cơ sở điều trị cho cháu còn có đầy đủ tiện nghi, thiết bị hỗ trợ điều trị, không gian sân vườn xung quanh, căn phòng của cháu được thiết kế rất khoa học. Thế nhưng thực tế không hề giống như giới thiệu ban đầu của người điều trị với gia đình. Thực tế, qua xác minh của cơ quan công an, nơi điều trị chỉ là căn nhà cấp 4 do một người phụ nữ 72 tuổi làm chủ, có địa chỉ tại 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến thuộc thành phố Bảo Lộc. Phía sau tôi là hình ảnh căn nhà. Nữ chủ nhà này cho biết đã cho người điều trị thuê lại căn nhà từ đầu năm 2022 với giá 3 triệu đồng một tháng. Cả bên thuê và cho thuê không làm thủ tục đăng ký thuê trọ và cũng không thông báo gì với chính quyền địa phương. Đến khoảng tháng 5 năm 2022 thì kết thúc việc thuê nhà. Người phụ nữ cho biết bà cũng có nghe nói người thuê nhà của bà có khả năng nuôi dạy trẻ bị bại não. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian cho thuê nhà, bà không biết ông này có hành nghề, chỉ thấy một phụ nữ và một em nhỏ ở chung. Ngoài ra, bản thân người điều trị tự nhận là mình học ở Anh Quốc về ngày, là người dị tật bẩm sinh, liệt hai chân và phải ngồi xe lăn. Như báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 3 tháng 3 năm 2022, khi gia đình của cháu bé đang ở khách sạn tại thành phố Bảo Lộc, thì được người điều trị gọi điện yêu cầu test COVID-19 cho cháu, thì cháu mới được nhận vào điều trị. Vì sợ cháu còn nhỏ, nên gia đình chỉ test cho mẹ cháu và gửi kết quả cho người điều trị xem, sau đó cháu bé được đón đi. Đến ngày 8 tháng 3, người điều trị lại gọi điện yêu cầu cả gia đình cháu bé test COVID-19 vì cháu bé đã bị nhiễm COVID-19 từ hôm 3 tháng 3. Người điều trị cũng thông tin cả ekip của ông cũng đã mắc COVID-19. Một ngày sau, tức ngày 9 tháng 3, phía điều trị thông báo cháu đã khỏe và khỏi bệnh. Thế nhưng đến ngày 27 tháng 3, gia đình lại bất ngờ nhận được bình tro cốt được báo là của con mình. Phía điều trị còn cho biết đã tự thiêu cháu bằng than củi. Trong khi đó, trạm y tế phường Lộc Tiến đã xác nhận từ đầu năm 2022 đến nay không có trường hợp nào có tên như cháu bé khai báo bị mắc COVID-19 và cả phường cũng không ghi nhận trường hợp nào tử vong do COVID-19. Công an phường Lộc Tiến cũng xác định không có trường hợp nào có tên như người điều trị đăng ký tạm trú tại địa phương. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, Sở Lao động Thương binh Xã hội Lâm Đồng cho hay, tại thành phố Bảo Lộc chỉ có 3 cơ sở ở xã Lộc Thanh, xã Đam Ri và phường Lộc Phát được cấp phép thực hiện nuôi dạy trẻ khuyết tật, chậm phát triển, và không có cơ sở nào được cấp phép tại địa chỉ là căn nhà cấp 4 này. Hiện tại, Công an Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục các hoạt động điều tra liên quan đến vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và gửi đến quý vị tại địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bật nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật liên tục.